Kính thưa quý vị, triển lãm dàn siêu xe của James Bond tại London là một phần quan trọng không thể thiếu trong loạt phim James Bond. Những chiếc siêu xe của chàng điệp viên 007 hiện đang chuẩn bị được đưa ra triển lãm tại thủ đô xứ sở sương mù. Kể từ khi Cuppy, Broccoli và Harry Saltzman đưa nhân vật James Bond lên màn ảnh rộng cách đây hơn 50 năm, những chiếc Bond Mobile vẫn luôn là một yếu tố gây phấn khích đối với người hâm mộ. Theo nhà sản xuất Michael G. Wilson cho biết, mỗi khi có một bộ phim James Bond ra mắt, điều đầu tiên mà người hâm mộ thắc mắc sẽ là về những chiếc siêu xe và các kiều nữ trong phim. Với tên gọi là Bond in Motion, triển lãm nói trên sẽ được diễn ra tại Bảo tàng phim London ở Covent Garden, quy tụ hàng loạt những chiếc xe nổi tiếng như Aston Martin, BD5 trong bộ phim GoldenEye vào năm 1995 và chiếc Rolls-Royce Phantom III của Auric Goldfinger trong bộ phim Goldfinger vào năm 1964. Bên cạnh những chiếc siêu xe, người hâm mộ còn được xem các đoạn clip đua xe kinh điển được cắt ra từ dòng phim James Bond nổi tiếng. Theo nhà sản xuất Barbara Broccoli cho biết, mỗi một đoạn xe nói trên chỉ kéo dài từ 3 cho đến 5 phút. Tuy nhiên, người ta phải mất đến nhiều tháng trời để có thể thực hiện. Cùng với những chiếc xe nổi tiếng nói trên, tại buổi triển lãm còn giới thiệu một bộ sưu tập gồm các mô hình và đạo cụ diễn. Đã từng được triển lãm tại Bảo tàng xe hơi quốc gia ở Beaulieu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bộ sưu tập được trưng bày tại London. Theo dự kiến, triển lãm Bond in Motion sẽ được mở cửa vào ngày 21 tháng 3 sắp tới. Trong khi đó, phần mới nhất của James Bond là Bond 24 sẽ phải chờ đến cuối năm sau mới được phát hành.